Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Thỏ Helen. Các em ơi, hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục chơi sticker nha. Và các em hãy đón xem sticker hôm nay chúng mình chơi câu chuyện sẽ là như thế nào nhé các em. Chúng mình cùng bắt đầu nào. Xin chào mọi người. Đây là tiệm quần áo Helen đây. Mình chính là chủ của cửa tiệm Helen nè các bạn. Các bạn có thấy không? Quần áo ở cửa tiệm mình á thì về rất là nhiều mẫu mới nè. Có rất là nhiều váy đẹp nè. Ở dưới này cũng là váy dạ hội thiệt là dài nè. Các bạn biết hôm nay tại sao mình lại ở đây không? Vì là năm mới sắp đến rồi, Tết 2020 sắp đến rồi đúng không mọi người? Nên hôm nay mình sẽ livestream và mình sẽ giảm giá tất cả các cái bộ quần áo ở trong cửa tiệm mình. Mình sẽ giảm giá là từ 20% đến 50% nha các bạn. Ai mà yêu quý Helen thì hãy đến cửa tiệm mình nha. Có rất là nhiều đồ mới luôn á. Cũng như là đồ của tiệm mình thì toàn là đồ hiệu thôi. Ê, bà có nghe thấy gì chưa? Có chuyện gì? Tôi nghe thấy gì? Ê, ở tiệm quần áo Haylen á, chị ấy đang giảm giá quần áo kia từ 20% đến 50% luôn đó. Trời ơi, tôi á, nhà giàu dày, bạn tôi á, mẹ tôi, ba tôi biết bao nhiêu là tiền, tôi cần gì phải mua đồ giảm giá hả bà? Ừ, thì biết vậy, nhà tôi cũng giàu chứ bộ, nhà tôi 3 tầng lận. Nhà tôi hả? Nhà tôi cũng 3 tầng giống như nhà bà, nhưng mà ba tôi làm giám đốc, ba tôi đầy tiền, việc gì tôi phải mua đồ giảm giá. Hơ, bà nói vậy chứ. Nhưng mà dù sao tiệm Haylen cũng là tiệm nổi tiếng nhất của cái thành phố này. Rồi giờ bà tính sao? Thì chiều nay tôi sẽ nói mẹ tôi dẫn tôi đến cửa hàng Haylen và tôi sẽ mua tất cả những cái váy mà tôi thích luôn. Tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ nói mẹ tôi dẫn đến cửa hàng Haylen mua tất cả những cái váy tôi thích luôn. Bà với tôi coi ai có thể mua được nhiều váy hơn. Và tôi cũng nói mẹ tôi mua cho tôi cái váy mắc nhất luôn. Tôi cũng mua váy mắc nhất, tôi cũng vậy. Tôi giàu hơn, tôi mới là người giàu hơn bà đó. Ê, có chuyện gì vậy? Bà coi ai đang đến kìa. Hello, xin chào hai bạn. Hóa ra là con nhà quê này. Sao các bạn lại nói mình như vậy? Mày là con nhà quê, tại sao tự nhiên mày lại gọi tụi tao vậy? Thì mình thấy hai bạn đang đứng nói chuyện, thì mình lại nói chuyện chung cho vui đó mà. Tụi tao mà thèm nói chuyện với đồ nhà quê như mày đó hả? Cái đồ nhà quê nghèo nàn nè. Mẹ á thì chỉ có đi bán hàng rong, vậy mà cũng đòi nói chuyện với tụi tao hả? Ba mẹ tụi tao toàn là giám đốc. Mày á, ba mẹ mày làm gì? Làm nông dân hả? Làm nông dân với lại đi bán đồ mà đã nói chuyện tụi tao hả? Sao các cậu lại nói như vậy? Nói vậy mình buồn lắm. Mày buồn thì mặc xác mày, liên quan đến tụi tao. Ê bà, cái gì vậy? Nhìn nó bận cái váy kìa. Trời ơi, cái váy của mày á là mẹ mày hồi trẻ bận xong rồi để lại cho mày hả? Mà cái váy gì mà dài thòng lòn che hết cái chân mày luôn. Hay là mẹ mày lại đi mua đồ second hand, mua đồ người ta mặc rồi người ta bán lại về cho mày mặc? Sao các cậu nói thế? Mình thấy cái đầm này rất là đẹp mà. Mà tất cả những thứ mẹ mình mua cho mình đều thích hết á. Nên các bạn đừng có nói vậy. Mà tụi tao cũng chỉ nói vậy thôi. Cỡ mày á, làm gì có cửa mà đi nói chuyện với tụi tao. Thôi tao đi đây, tụi tao phải đến cửa hàng Haylen để mua tất cả những bộ váy đẹp cũng như là váy hàng hiệu về để mặc Tết. Còn mày á, hỏi Tết mày bận gì? Có phải Tết mày cũng bận cái váy đó không? Thôi tụi tao đi đây. Bye bye đồ nhà quê, bye bye. Đúng là cái đồ nhà quê mà nói chuyện với tụi tao. Tự nhiên mình không có làm gì hết á mà các bạn lại đi gây chuyện với mình. Ủa, cái váy này mình thấy cũng đẹp mà ta. Mẹ mình mua cho mình cũng rất là thích mà. Sao các bạn ấy có thể nói mình như vậy chứ? Mà hình như các bạn ấy nói là cửa hàng cô Haylen đang giảm giá hả? Mình rất muốn mua. Nhưng mà mình sợ mẹ mình không có tiền. Mẹ còn phải để tiết kiệm tiền để đóng tiền học cho mình vào năm học mới nữa chứ. Thôi, mình đành không mua đâu. Mình mặc váy này Tết cũng được mà. Các bạn thấy váy của mình đẹp không? Váy này mình mặc Tết cũng không có sao hết đúng không? Mẹ ơi, sao vậy con gái cưng của mẹ? Con gái cưng của mẹ mới đi chơi về hả? Có mệt không? Dạ, mẹ ơi, mẹ có biết tin gì chưa? Tin gì vậy con gái? Ở cửa hàng của Haylen đó, cô đang giảm giá đồ đó mẹ. Cái gì? Cửa hàng của Haylen hả? Cửa hàng của Haylen là cửa hàng lớn vậy mà cũng giảm giá hả? Dạ, con nghe thấy con Lisa nó nói như vậy đó má. À vậy hả? Nhưng mà nhà mình giàu vậy, con cần gì phải mua đồ giảm giá. Nếu con thích á, mẹ có thể mua cho con cái đồ mắc tiền hơn ở cửa hàng Haylen cũng được mà. Sao con cứ đòi mua cửa hàng Haylen? Nhưng mà mẹ không biết đâu. Ở trường con á, bây giờ các bạn toàn là thích mặc đồ do cô Haylen may thôi. Nên là bây giờ mẹ phải dẫn con đến đó, mua tất cả những bộ đồ mà con thích. Mua trước với con Anna á, không mất công con Anna, nó lại giảm hết đồ đẹp của con. Con gái ngoan của mẹ. Có thích gì mẹ cũng chiều hết á. Con muốn mua hết cái cửa tiệm đó, hay con muốn mua cửa tiệm nào mẹ cũng mua cho con. Đi, bây giờ mẹ sẽ dẫn con đến nhà của cô Haylen để mua đồ nha. Dạ, con cảm ơn mẹ, đi mẹ. Hai mẹ con mình cùng đi nha. Nào, đi vô đây con gái, đi vô đây với mẹ nè. Đây, chúng mình đến tiệm Haylen rồi. Có ai nhà không? Dạ, em đây. Dạ, em xin chào hai mẹ con. Xin chào Haylen. Nghe đồ là tiệm em đang có giảm giá hả? Dạ chị, thì để chị ăn khách hàng một năm qua để giúp đỡ em á. Hôm nay thì em sẽ giảm giá tất cả các mẫu mới. Chị và bé cùng vô coi lựa đồ nha. Tôi á là khách VIP mà, cô không nhớ hả? Dạ em nhớ mà, chị lúc nào cũng là người khách mà thân thiết nhất của quán em mà. Vậy nên hôm nay có món đồ mới mang hết cho con gái đi thử nha. Chị ơi, nói đi. Đây là mẫu đầm mà mới nhất cho bé này chị. Chị cho bé mặc thử trước nha. Cái mẫu này á, thì nó có cái bông hoa hồng cũng như là hoa đồng tiền á, cũng như là chiếc lá nè. Em đến rất là nhiều kim sa luôn. Thì cái bộ đồ này mà mặc Tết là hết sảy luôn đó chị. Có gì á để cho con gái cho mặc thử còn sao. Dạ con xong rồi nè, mẹ và cô thấy sao? Chị thấy sao chị? Thì nhìn cũng được đó, nhưng mà hình như là hơi dài xong con bé nhà tôi có thử mẫu khác giùm nó đi. Dạ em biết rồi chị, vậy thì bây giờ em sẽ lấy mẫu khác cho bé nha. Đây em đến rồi nè, chị. Chị cho bé thử mẫu này nha, mẫu này cũng là mẫu mới của shop em nè. Mẫu này thì có cái tay áo màu xanh cũng như là cái viền này rất là xinh luôn chị. Ở đây em còn đính là nhiều ngôi sao nè, chị và bé mặc thử nha. Con bật xong rồi nè mẹ thấy sao? Mẹ thấy bộ đồ này á, có đẹp không? Mẹ thấy bộ đồ này có hợp với con không? Nhìn cũng ưng mắt đó ha. Em thấy bộ đồ này cũng hợp với bé đó chị. Nhưng mà bé ơi, khi mà con thay đồ xong á, ví dụ như mà đồ này mà con không bận á, thì con chia lên móc hoặc con đưa cho cô nha, chứ con đừng có vứt xuống đất như vậy nè, để cho mọi người khác, khách khác á, đến mà người ta thấy con vứt đồ dưới đất á, thì nó sẽ bị dơ, cũng như á, là nó kỳ lắm con biết không. Trời ơi, con mấy bộ đồ mà cô làm thấy ghê. Con đã đến đây mua cái bộ đồ này cho cô nè, là giống như là ủng hộ cô rồi, khách hàng là thượng đế. Nên là dù con có vứt váy như vậy thì cô cũng tự mà dọn chứ, sao cô chửi cái con. Mẹ con lấy bộ đầm này nè, con thấy bộ đầm này đẹp, mẹ lấy bộ đầm này cho con nha, mẹ tính tiền đi xong đi về nha mẹ. Chưa đâu con gái, con đẹp không để mẹ đẹp nữa chứ, bây giờ mẹ cũng phải mua vài bộ quần áo nữa rồi chúng ta mới đi về. Con nhỏ này thì là kỳ cục quá à, đồ đẹp mà dục xuống đất như vậy á, hư hết đồ rồi khách làm sao mà đến sửa được. Mới nhỏ mà đã như vậy rồi thì lớn lên nói sao nghe ta. Thôi mình phải đi lấy đồ cho bé nó, không thôi mất công nó lại làm ầm lên. Chị em đến đây nè chị, em thấy mẫu đầm này là hợp nhất với chị luôn á. Đây là mẫu đầm mà mới nhất của shop em này, nó cũng màu hồng hợp với lại mái tóc của chị, em nghĩ chị nên thử coi làm sao. Vậy cô đưa ra cho tôi thử đi, thử lại tôi còn đi về, nhà còn bao nhiêu là việc. Dạ, chị giờ chị thử đi nha. Wow, chị ơi chị mặc cái đầm nó đẹp quá trời quá đất luôn chị. Trời ơi, mẹ mặc cái đầm này như là công chúa vậy đó mẹ. Con thấy mẹ lấy cái đầm này là hợp nhất rồi đó. Trời ơi, cô thật có một cái đôi mắt tinh tường ha. Đưa tôi cái bộ váy đầu tiên mà tôi đã mặc rồi, mà tôi đã mặc hợp như vậy rồi. Cảm ơn cô nha. Thôi giờ tôi đi thẻ cho cô nè. Cô trả thẻ đi, cô muốn trả nhiêu tiền cô trả. Tại vì tôi nhiều tiền mà, cô muốn trả nhiêu cô trả nha. Bây giờ mẹ con tôi đi về nha. Dạ em cảm ơn chị đã ủng hộ em. Bây giờ mình ra kia tính tiền nha chị. Đã nói muốn trả nhiều trả rồi mà. Thôi đi, ra tính tiền đi về con. Đẹp quá chị, đẹp rồi. Mấy người giàu thời nay lạ thiệt á ha. Người ta cứ tưởng người ta có nhiều tiền rồi người ta muốn sao cũng được. Em ơi, ủa sao đứng đây thở dài quá vậy em? Em xin chào chị, xin mời chị vô cửa hàng em lựa đồ chị. Sao hôm nay đứng đây thở dài quá vậy? Dạ không có gì đâu chị, tại nhiều khách hàng đến quán em hơi mệt một chút. Hôm nay chị dẫn con gái chị đến đó để mua váy Tết nè. Em vô lựa cho con bé cái váy nào mà mắc tiền nhất quán em, đẹp nhất quán em nha. Chị chỉ mua một lần thôi, mà em á lựa 2 bộ cho chị. Là con gái của chị 1 bộ, chị 1 bộ mà nhớ nha. Chị không cần biết đó làm sao, chị chỉ cần biết là nó phải đẹp nhất cái tiệm của em, cũng như là nó phải mắc tiền nhất cái tiệm của em. Dạ đúng rồi cô, con muốn cái đầm á phải mắc tiền nhất cái tiệm của cô, cũng như đẹp nhất tiệm của cô nha. Mà nếu mà không mắc nhất á, với lại nếu mà không có đẹp nhất là con không thể mặc đâu. Em nhanh đó chị nha, tại vì tối nay á chị còn phải đi dự đại tiệc liên hoan cuối năm nữa, nên bây giờ em phải lấy thiệt nha đó chị, để chị mặc với con bé chị á, để chị đi cho nó kịp giờ đó. Dạ em biết rồi, chị với bé vô phòng thay đồ đợi em xíu nha. Nhanh lên nha, nhanh lên tí chị tiếp cho ít tiền ăn Tết. Dạ vâng, chị ngồi chị đợi em xíu. Vô ạ. Thôi, đúng là hết biết mà. Đi lấy đồ. Chị ơi, đây là váy của bé nè. Váy này là váy mà hiện giờ mắc nhất quán em, cũng như là đẹp nhất quán em đó chị. Ở dưới này thì nó có đính cái kim tuyến lấp lánh này, cũng như là ở đây thì em có đính là rất là nhiều hạt pha lê á, nên đây là cái váy mắc nhất cho bé. Trời ơi, tôi cứ tưởng là lấy cho tôi trước, tôi lại đứng trong phòng thay đồ trước. Vậy thôi tôi đi ra, bé vô thay đi con. Dạ con vô nè. Dạ em xin lỗi chị nha, em cứ tưởng là chị mua đồ cho bé trước. Rồi, không nói nhiều, vô thay đi con, nhanh lên mẹ không có thời gian. Nè, giờ con sẽ mặc cái bộ váy đẹp nhất nha. Mẹ ơi, mẹ thấy sao? Mẹ thấy con trở thành công chúa chưa? Trời ơi, con gái của mẹ dễ thương quá, trời quá đất à. Helen, dạ em nghe chị. Bộ váy này là mắc nhất phải không? Dạ đúng rồi chị, bộ váy này là mắc nhất cũng như là mới nhất của tiệm em đó chị. Được rồi, lấy cho con gái tôi bộ váy này đi. Còn tôi á, cũng phải có cái bộ váy này mà đính nhiều pha lê lấp lánh, ánh kim cương như con gái tôi mới chịu nha. Dạ, chị đợi em xíu nha, em ra liền. Con gái, trời ơi, nhìn con đẹp quá. Bây giờ con đứng qua kia đi để mẹ chui vô phòng thay đồ lại. Mẹ chuẩn bị thay cái váy kim cương lấp lánh của mẹ nè. Dạ rồi, con biết rồi. Dạ chị ơi, đây chính là cái váy chị cần nè. Cái váy này nó được đính hoa hồng xanh nha chị. Hoa hồng này thì được làm bằng ngọc bích nè. Cũng như ở đây thì có đính rất là nhiều các cái viên pha lê hình hoa đào. Thì em nghĩ đó rất là phù hợp với lại ngày Tết á. Thì em nghĩ là chị mặc cái bộ này sẽ đẹp lắm. Rồi đưa tôi thay liền đi. Trời ơi, háo hức quá à. Dạ chị thay đi. Trời ơi mẹ ơi, nhìn mẹ đẹp quá à. Trời ơi đúng là người giàu có khác, mặc cái đồ cái là thấy nó sang chảnh hẳn lên này. Em thấy chị sao Haylen? Dạ trông chị mặc bộ này rất là đẹp ạ. Bộ này thì cũng hợp với lại dáng người chị lắm. Dáng người của tôi á là chỉ hợp với lại ngọc bích kim cương đồ thôi à. Nên là trời ơi nhìn đi, trời ơi, nhìn một cái thấy sang chảnh liền. Trời ơi tôi cảm ơn cô Haylen nhiều lắm nha, tôi cảm ơn cô Haylen. Trời ơi vì cô đã làm cho mẹ con tôi có hai cái bộ váy mà đẹp nhất quả đất này luôn á. Thôi đi ra tính tiền, tôi hứa tôi sẽ tiếp cho cô thiệt là nhiều đó. Dạ thôi chị ơi không cần, chị chỉ cần trả tiền đúng cái bộ váy này cho em là được. Không có nói nhiều, ra đây tôi cho ít tiền ăn Tết nè. Đi ra đây đi tính tiền, Mình đã nói là mình không có cần tiền tiếp mà, vậy mà cũng đưa tiền cho mình nữa. Ôi, mình chỉ muốn lấy tiền đúng với lại cái số tiền váy của mình thôi. Thôi chắc Tết mình lại mua quà, mình xem mình trả lại, coi như là trả lại cái tiền hồi nãy chị cho mình. Ôi, người giàu thời nay thật là kỳ lạ quá ha. Con đi vô đây con gái. Ủa mẹ ơi, đây không phải là tiệm quần áo của Haylen sao? Đây là tiệm quần áo của Haylen. Hôm nay á, bởi vì là con á luôn luôn học giỏi nè, cũng như là con gái ngoan giúp đỡ mẹ được nhiều việc, nên hôm nay mẹ dẫn con đến tiệm quần áo của Haylen để muốn tặng cho con một bộ quần áo để Tết con mặc để đi chơi với các bạn nha. Thôi mẹ ơi, quần áo đây mắc lắm. Con mặc váy này cũng đẹp rồi mà. Con nghĩ mẹ nên để dành tiền để nộp học phí cho con á thì tốt hơn. Không sao mà con gái, năm nay mẹ cũng làm ăn được một chút nên mẹ đã có một khoản tiền dư. Năm nay mẹ sẽ mua cho con một cái váy mới nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con đứng vào đây đi để mẹ gọi cô Haylen. Chị ơi, chị có nhà không? Dạ em đây. Em chào chị ạ. Chị xin lỗi em nha, tại khách hàng đông quá nên chị không có thấy em á. Dạ chị ơi, hôm nay em dẫn bé tới á, để mua cho bé một bộ đồ Tết. Chị có bộ đồ nào á mà đẹp và tốt một chút mà có điều này hơi ngại một xíu, có điều gì em nói đi. Dạ giảm giá cỡ nhiều một chút đây chị, tại em cũng không có nhiều tiền. Em cứ vô đi ạ. Bữa nay chị có rất là nhiều mẫu mới này mà đẹp nữa nên em vô đi, chị sẽ lấy cho bé thử nha. Dạ em cảm ơn chị. Bây giờ hai mẹ con vô phòng thay đồ đi để chị lấy váy cho nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Đi vô phòng thay đồ nha. Cô ơi cô ơi, có chuyện gì vậy con? Cô ơi, mẹ con không có nhiều tiền nên là cô cứ lấy bộ đồ này mà giảm giá nhiều mà rẻ một chút. Tại vì á, con mặc cái gì cũng được hết á, mặc cái gì cũng đẹp. Con nghĩ là chỉ có cần có đồ mới là con thích rồi, nên cô nhớ nha. Trời ơi cái con bé này, con sao con nói cô vậy? Con đừng nói cô vậy chứ. Cô biết rồi. Thôi hai mẹ con đi phòng thay đồ đợi cô nha. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Đi vô đây con đứng gọn vô nha. Hai mẹ con nhà này thật là tốt bụng quá đi. Mình có một bộ váy mà rất là mắc tiền, nhưng mà mình nghĩ là mình chỉ tặng cho những ai xứng đáng thôi, nên mình quyết định sẽ tặng cho bé này. Vì bé thật là ngoan, và mẹ bé cũng là người tốt bụng nữa, khác hẳn với mấy bà khách mà hôm nay mình tiếp. Cô đến rồi đây. Dạ, vâng thưa cô. Đây nè chị nhìn bộ váy này giùm em với. Đây là bộ váy mà được thiết kế mới nhất của em luôn. Nó có rất là nhiều tầng này chị. Và giữa có đứng một cái nơ nữa, thì cái nơ này sẽ rất là hợp với lại bé luôn. Vì thấy bé rất là dễ thương nên em nghĩ cái váy này sẽ hợp với bé. Dạ em cảm ơn chị. Chị ơi vậy bây giờ chị cho bé thử đồ giùm em nha. Dạ chị nói là bé vô phòng thay đồ thử cho em nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Dạ con cảm ơn cô, Bây giờ con sẽ thay đồ nha mẹ. Con đi thay đồ đi. Con thay đi con. Ơi con xong rồi nè. Trời ơi cái váy đẹp quá. Váy này rất là hợp với con luôn này bé. Rất là đẹp. Cô ơi cô, sao vậy con? Nhưng mà cô ơi, con nhìn cái váy này vừa đẹp mà vải lại tốt như thế này, con nghĩ là sao con nói đi. Con nghĩ là sẽ mắc lắm nên mẹ con không có đủ tiền mua đâu. Cô cứ cất đi nha, con mặc váy cũ của con cũng được rồi. Con gái, con đừng có lo, con cứ bận im đi nha. Và đợi cô một chút, chị và bé đợi em một xíu nha. Chị ơi em tới đây nè. Dạ sao vậy cô? Chị ơi chị là khách hàng may mắn nên em sẽ tặng cho chị cái váy này. Ủa nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu mà may mắn. Chị là vị khách may mắn nhất của tiệm em, và em thấy chị là người xứng đáng nhất hôm nay nên em sẽ tặng cho chị cái váy này để ăn Tết nè. Chị thử bận đi. Ủa nhưng mà cô làm vậy tôi ngại quá. Không có gì đâu chị, vì món quà này là chắc chắn em sẽ tặng, nhưng mà do em chưa tìm được người xứng đáng. Nhưng mà bây giờ chị và bé để em cho em thấy là chị và bé là người xứng đáng nên em sẽ tặng cho chị và bé cái váy này, nên chị hãy mặc thử đi. Mẹ mặc thử đi mẹ, cái váy đẹp quá chừng à. Thôi con đợi mẹ một xíu nha để mẹ mặc thử. Chị mặc liền đi chị. Wow rất là đẹp đúng không? Trời ơi mẹ đẹp quá. Tôi cảm ơn cô. Từ đó giờ tôi chưa có bận cái đầm nào mà đẹp như vậy hết á. Chị ơi, vì hai mẹ con chị là người tốt bụng cũng như là người tử tế nhất từ sáng đến giờ, nên em quyết định sẽ tặng cho hai mẹ con hai cái váy này và em sẽ không có lấy tiền. Em ơi, nhưng mà chị ngại lắm, làm như thế thì kỳ lắm. Không có gì đâu chị à. Chị biết không, một năm qua thì nhờ có khách hàng, nhờ có các chị luôn ủng hộ em, tiệm em mới được phát triển đến ngày hôm nay. Vì vậy đây cũng là một món quà mà chị ân tới khách hàng, nên chị và bé đừng có ngại nha. Cô, con cảm ơn cô nhiều lắm, con không biết phải nói làm sao nữa. Con ngoan, con chỉ cần cố gắng học hành thiệt là giỏi nè, và không làm cho mẹ buồn là cô vui rồi. Dạ con cảm ơn cô, em cảm ơn chị. Em chúc cho hai mẹ con ăn Tết thật là vui vẻ nha, và sang năm sẽ gặp nhiều may mắn. Dạ, em cũng chúc chị nè, sang năm gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc ạ. Bây giờ hai mẹ con về nha, chúc hai mẹ con có một cái Tết vui vẻ. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Mẹ con thật là người đàng hoàng, mình nghĩ mình tặng cho hai mẹ con hai cái bộ váy đấy thật là xứng đáng. Bây giờ cái tiệm của mình cũng gần hết quần áo rồi, mình phải đi nghỉ ngơi một chút thôi. Đi về thôi con, mình đi về thôi con. Dạ trời, mình đẹp quá trời mẹ ơi. Ủa, hai người cũng ở đây hả? Tôi mới dẫn con tôi đi qua tiệm Haylen mua đồ đó. Tôi cũng mới dẫn con gái tôi qua tiệm Haylen nè. Trời ơi, bà thấy đồ con tôi đẹp không? Trời ơi, bà ơi, đồ con tôi nè là làm từ ánh vàng của ngôi sao nè, bà thấy đẹp không? Trời ơi, còn đồ con tôi với đồ tôi á là cái bộ đồ mắc nhất tiệm Haylen luôn á. Trời ơi, đồ tôi mới mắc, đồ bà mắc sao bằng đồ tôi mới mắc. Không tin bây giờ hai tụi mình qua tiệm Haylen hỏi lại coi là đồ của nhà nó mắc hơn không? Thì đi. Ủa em chào hai chị cũng ở đây ạ? Ủa, sao cái con kia nó lại có đồ đẹp vậy? Ê con nhà quê, sao mày có đồ đẹp quá vậy? Nhà quê, sao mày có đồ đẹp quá vậy? Hôm nay mẹ tớ và tớ đến tiệm của Haylen và được cô Haylen tặng cho cái bộ đồ này để ăn Tết đó. Ủa vậy là mày đi ăn xin đó hả? Không, mình không phải ăn xin, mà là cô Haylen tặng cho mình thiệt mà. Các cháu đừng nói bà ăn xin. Hôm nay cô đến mua nhưng mà cô Haylen lại tặng bởi vì là chương trình chị ăn khách hàng đó. Thôi con, nói làm chi, người ta nghèo người ta được tặng thì cũng là chuyện thường thôi. Người ta nghèo người ta không có tiền thì bà Haylen bà thấy thương tình thì bà tặng cho bộ đồ chứ sao hai con phải nói như vậy. Và các em ơi, câu chuyện của chúng mình đến đây là hết rồi. Các em thấy trong ba mẹ con này, ai là người mặc đồ đẹp nhất, cũng như ai là người xấu tính nhất, hay là ai là người tốt bụng nhất? Các em hãy để lại comment ở phía dưới cho chị biết nha. Và năm mới sắp đến rồi, chắc các em cũng sắp đi mua đồ đúng không? Các em nhớ nha, đừng làm việc xấu, đó là đừng có thay đồ xong rồi vứt xuống đất như là cái bạn búp bê đầu tiên của mình làm nha. Như vậy sẽ rất là xấu và không có tốt đâu. Bây giờ thì câu chuyện của chúng mình cũng đã kết thúc, cũng như là bài học mà các em rút ra cho câu chuyện hôm nay là gì. Các em hãy để lại bình luận phía dưới cho chị biết nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh Thỏ Helen hãy bấm đăng ký kênh Thỏ Helen nha các em. Và bây giờ thì xin chào và tạm biệt các em ở các video tiếp theo. Bye bye.